Này, nhà mình này. Này ông mình ông kêu khu phát triển như nào? À, phim này, tổ này, tổ này. Tổ này, tổ này. Tổ này, tổ này này. Này này. Hai tổ này. 22 tổ này. Hai tổ này. Tổ mới này. Mấy tờ tờ làm lại này. Ông nội này, tổ chim ấp đây. Tổ này. Tổ này. Tổ này. Tổ này. Tổ này. Tổ này. Chim mới này. Tổ này. Tổ này, tổ này. Đây là có hết. Tổ này, cái chỗ xanh đéo nào ông chẳng có tổ đâu, ông không có đâu, nguyên là có chỗ nào. Nè, phân ông này. Ở trong này nhiều cái chín này, ở trong đấy ngay tôi đi đó, mùi mè này nó ok quá tốt rồi đấy. Ở trong này, trong này bữa trước không có ổ nào ở ngoài quá trời hết. Mẹ trước không có một đây đây này, trên đây có tổ luôn này, tổ mới luôn bên này. Đây là đây là tổ mới hết đấy. Trước trong đây có cái mè gì đâu nè. Tổ tổ trên đây này, thấy chưa, chim này. Đó. Nè. Mỗi bé phân là trên đúng tổ này. Đây. Chim này là lấy chim trong nhà này. Trên này thế nào nữa? Trên... trên đây ông trên đây là ông đã có khoảng trên gần 30 tổ rồi, 40 tổ rồi. Đừng lên từng trên không có, từng trên này là ok rồi nhé. Ở dưới 20 tổ nữa.